Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 3, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan đến clip nhóm thanh niên nổ súng vào nhà dân đưa lên mạng xã hội, Công an đã triệu tập nhóm thanh niên trên để làm việc. Qua xác minh ban đầu, Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định ông NVP 53 tuổi, trú xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc và TTL 34 tuổi, trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc có mâu thuẫn với nhau trong việc chăn vịt thả đồng từ trước. Khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 3, TTL đe dọa sẽ đánh nếu ông P tiếp tục thả vịt trên ruộng của lợi quản lý. Sau đó khi về nhà, ông P kể lại sự việc bị đe dọa đánh cho hai người con là NVT 27 tuổi và NVH 24 tuổi nghe. Biết chuyện, Hát đã điện thoại cho một số đối tượng khác cầm theo hung khí qua nhà ông L để nói chuyện. Khi đến trước nhà ông L, thanh niên đi trong nhóm mặc áo thun đen, trùm đầu là TCT 28 tuổi trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc là em họ của Hát đã sử dụng một khẩu súng nổ súng bắn vào nhà ông L để uy hiếp. Toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Theo hình ảnh camera, thời điểm xảy ra vụ nổ súng có 7 nam thanh niên đi trên 3 xe máy dừng trước nhà ông L. Ngay sau khi nắm được thông tin, công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức xác minh vụ việc, truy xét các đối tượng có liên quan. Bước đầu, công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định khẩu súng ngắn có dòng chữ Zoraki là súng thể thao, bắn đạn cao su và đã thu giữ. Được biết, súng Zoraki 1914 của nhóm thanh niên này sử dụng có thể bắn 3 loại đạn, gồm đạn mã tử gây tiếng nổ lớn, đạn hơi cay và đạn cao su. Như thông tin đã đưa, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip một nhóm thanh niên nổ súng vào nhà người dân vào lúc 10 giờ 58 phút ngày 6 tháng 3 rồi lên xe máy bỏ chạy. Cụ thể, một nhóm khoảng 7 thanh niên đi xe máy mang theo các đồ vật giống dao, kiếm. Đến nhà một người dân ở khu vực Ma Lâm 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Tại đây, một thanh niên mặc áo đen trùm đầu trong nhóm đã lấy một khẩu súng rồi nổ súng bắn vào bên trong gây tiếng nổ khá lớn. Sau đó, nhóm thanh niên này nổ máy xe bỏ đi. Theo công an Hàm Thuận Bắc, dù vụ việc nổ súng chưa xâm hại đến tính mạng sức khỏe người khác, nhưng đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, nên công an huyện đã thu giữ các vật chứng liên quan và tiếp tục xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc tài xế taxi bị đánh trên đường ven hồ Tây dẫn đến tử vong, luật sư cho rằng với hành vi của hai đối tượng đi xe máy đủ căn cứ để cấu thành tội giết người. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt giữ Trần Duy Quang, sinh năm 2003, trú tại Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Qua lấy lời khai những người liên quan, công an xác định hồi 16 giờ ngày 4 tháng 3 tại khu vực đường kè Hồ Tây, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, xuất phát từ việc anh LXT, sinh năm 1980, là tài xế taxi trú tại quận Long Biên, Hà Nội, điều khiển xe ô tô taxi va chạm với xe máy do Quang điều khiển chở bạn gái phía sau, làm xe máy của Quang bị loạn trọng. Giữa anh LXT và Quang xảy ra tranh cãi, anh LXT sau đó mở cốp xe lấy ra một vật tay dài khoảng 40 cm đuổi đánh Quang. Quang giơ tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt, rồi cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh LXT. Khi được người dân can ngăn, hai bên lên xe rời đi. Sau đó anh LXT về nhà nằm nghỉ. Đến 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3, thấy sức khỏe anh LXT diễn biến xấu, gia đình đưa anh đi cấp cứu nhưng anh T đã tử vong tại bệnh viện vào chiều ngày 5 tháng 3. Về vụ việc này, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, văn phòng luật sư Nguyễn Anh, tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Sau khi xem xét vụ việc, theo quan điểm của luật sư Thơm, rất có thể do mâu thuẫn tham gia giao thông, hai đối tượng đã điều khiển xe mô tô đuổi theo, chặn lại và hành hung lái xe. Xét hành vi của hai đối tượng, rất có thể do mâu thuẫn giao thông đã sử dụng vũ lực đánh nạn nhân chấn thương sọ não tử vong, dã man đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Còn theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi của hai đối tượng đi xe mô tô thể hiện sự côn đồ đã khiến tài xế lái xe taxi tử vong. Theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì các đối tượng có thể chịu mức phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Về trách nhiệm bồi thường của các bên, theo luật sư Hùng, trong sự việc này thì nạn nhân đã tử vong, tính mạng đã bị xâm phạm tại Điều 591 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại khi tính mạng bị xâm phạm. Theo đó có hai loại thiệt hại được bồi thường, đó là thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Những thiệt hại vật chất được bồi thường trong trường hợp này bao gồm Thứ nhất, chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết. Tại mục 4 phần 1 của Nghị quyết số 03 năm 2006, NQHDTP hướng dẫn chi phí hợp lý là chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ của thiệt hại, phù hợp với giá trung bình ở từng địa phương tại thời điểm chi phí. Theo đó, người gây ra thiệt hại phải bồi thường cho người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nạn nhân các khoản như chi phí hợp lý cho việc mai táng nạn nhân theo phong tục tập quán địa phương. Ngoài ra, phải đền bù tiền cấp dưỡng cho những người mà trong trường hợp nạn nhân đang có nghĩa vụ cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, không thấp hơn một tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người cấp dưỡng đang lưu trú cho mỗi tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đồng Xuân Điệp về tội giết người. Theo thông tin điều tra từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó Đồng Xuân Điệp, 50 tuổi, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, có quan hệ tình cảm sinh sống với chị BTG như vợ chồng tại nhà riêng của chị Điệp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Trong thời gian sinh sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tối ngày 4 tháng 3, khi đang ăn cơm tối, BTG nói với Điệp muốn chấm dứt quan hệ tình cảm giữa hai người. Do vẫn bực tức từ các mâu thuẫn trong sinh hoạt phát sinh trước đó, cùng với việc biết chị Dê muốn chấm dứt quan hệ tình cảm, nên đồng Xuân Điệp nảy sinh ý định sát hại chị Dê. Sau đó Điệp tấn công nạn nhân bằng tuyếp sắt, dây dày. Sau đó Điệp sử dụng ma túy rồi nằm ngủ cạnh thi thể của nạn nhân. Đến sáng ngày 5 tháng 3, khi nghe thấy có người gọi cửa, Điệp đã cầm theo một con dao bầu, điều khiển xe máy bỏ chạy và ngã xe và bị thương. Điệp sau đó được người dân đưa lên trụ sở công an phường Bắc Sơn. Tại cơ quan công an, Điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 3, lãnh đạo phường Bắc Sơn thành phố Uông Bí cho biết, cơ quan công an thành phố Uông Bí đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vào hồi 10 giờ 12 phút ngày 5 tháng 3, chính quyền phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà đồng Xuân Điệp, tổ 11A, khu 9 phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, phát hiện một người phụ nữ tử vong, vùng đầu có nhiều vết thương. Nạn nhân được xác định là chị BTG, sinh năm 1979, trú tại tổ 28, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Chỗ ở hiện nay thuộc tổ 1, khu 1, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Ngay sau khi nhận tin báo, ủy ban nhân dân phường đã báo cáo lực lượng công an thành phố triển khai xác minh vụ việc. Qua thông tin thu thập, công an đã xác định nghi phạm là Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí. Đơn vị đã huy động tối đa lực lượng tổ chức truy xét, truy tìm đối tượng và đã phát hiện bắt giữ được đối tượng Điệp khi đang lẩn trốn trong bụi cây tại đường Liên khu vào chùa Phổ Am, thuộc tổ 16, khu 7, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí thu giữ trên người đối tượng một con dao nhọn. Đối tượng Đồng Xuân Điệp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV là đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy của Công an thành phố Uông Bí. Đối tượng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.